Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 30, tương với phần 2 bài 21 quyển 2. Trước tiên hãy nghe cách nói chỉ cả buổi sáng nói chung. Sáng ủ. Sáng. Sáng. Ủ. Ủ. Sáng ủ. Sáng ủ. 8-9 giờ trở về trước thường dùng giáo sảng. Từ 9-10 giờ trở đi thường dùng sảng ủ. Vào khoảng 10 giờ nếu chào buổi sáng sẽ nói là sảng ủ hảo. Sảng ủ hảo. 10 giờ sáng. Sảng ủ sứ điển. Sảng ủ sứ điển. 10 giờ rưỡi sáng. Sáng ủ sứ điển bàn. Sáng ủ sứ điển bàn. 10 giờ kém 10 phút. Trả sứ phân sứ điển. 10 giờ kém 10 phút sáng. Sáng ủ trả sứ phân sứ điển. Sáng ủ trả sứ phân sứ điển. Buổi sáng chúng mình có. Sáng ủ wǒ men yǒu. Sáng ủ wǒ men yǒu. Bây giờ là lượng từ tiết trong tiết học. Chía. Chía. Mấy tiết học. Chỉ chía khờ. Chỉ chía khờ. Hai tiết học. Lẻng chía khờ. Lẻng chía khờ. Bốn tiết học. Sử chía khờ. Sử chía khờ. Buổi sáng bọn mình có bốn tiết học. Sáng ủ wǒ men yǒu sử chía khờ. Sáng ủ wǒ men yǒu sử chía khờ. Tan học, hãy nghe và nhắc lại. Xia khờ. Xia. Xia. Khờ. Khờ. Xia khờ. Xia khờ. Mấy giờ tan học? Chí điển xạ khờ. Chí điển xạ khờ. Mỗi ngày mấy giờ tan học? Mày thiên chí điển xạ khờ. Mày thiên chí điển xạ khờ. Mày thiên chí điển xạ khờ. 12 giờ tan học. 12点下课. 12点下课. Hãy nhắc lại, buổi sáng bọn mình có 4 tiết học. 上午我们有4节课. 上午我们有4节课. 12 giờ tan học. 12点下课. 12点下课. Hãy nhắc lại từ buổi trưa. Trung ủ. Cơm. Phản. Phản. Cơm trưa, hãy nghe và nhắc lại. Ủ phản. Ủ phản. Ăn cơm trưa. Chí ủ phản. Chí ủ phản. Ra nhà ăn ăn cơm trưa.
去食堂吃午饭。Buổi trưa mình sang nhà ăn ăn cơm trưa. 中午我去食堂吃午饭。Hãy nhắc lại, buổi sáng bọn mình có 4 tiết học. 上午我们有4节课。 上午我们有4节课。 12 giờ tan học. 12点下课。 12点下课。 Buổi trưa mình ra nhà ăn ăn cơm trưa. 中午我去食堂吃午饭。 中午我去食堂吃午饭。 Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Táo, quýt. 苹果橘子. Xin hãy đếm thử xem, xin hãy đếm một chút. 请数一数. Trước tiên giới thiệu một chút. 先介绍一下. Cái đen. 黑的. Đồ dùng hàng ngày. 日用品. Gần đây vừa khai giảng. 最近刚开学. Bệnh viện. 医院. Mượn sách. 借书. Hoặc là làm luyện tập. 或者做练习. Công viên. 公园. Lái xe đi cũng được, ở đây chỉ xe đạp, xe máy. 骑车去也行. Nhân viên phục vụ. 服务员. Đi du lịch. 去旅行. Làm một việc. 办一件事. Nhân viên bán hàng. 售货员. Năm nào tốt nghiệp đại học? 哪一年大学毕业? Năm sau nữa? 后年. Vừa hay là sinh nhật. 正好是生日. Chuẩn bị cử hành, chuẩn bị tổ chức. 准备举行. 7 giờ tối. 晚上7点. Thì ở phòng của mình. 就在我房间. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. 祝你生日快乐. Nhất định đi, chắc chắn đi. 一定去. Mỗi ngày 6 rưỡi sáng ngủ dậy. 每天早上6点半起床. 8:10 đi đến phòng học. 差10分8点去教室. Ăn cơm sáng. 吃早饭. Lên lớp, vào học. 上课.
Buổi sáng có 2 tiết học. 上午有2节课. Tan học. 下课.